thể của bạn nói gì hay cơ thể của bạn muốn nói gì bạn khó có thể nghe được, là bởi vì lúc nó nói bạn còn có thời gian làm việc khác, lúc bạn muốn lắng nghe thì lại là lúc cơ thể bạn không nói. Và muốn nghe được cơ thể bạn chắc chắn phải có những chuyên gia. Và hôm nay chúng ta nói về câu chuyện của những người viêm dạ dày. Viêm dạ dày thì không chừa một ai cả. Viêm dạ dày từ người giàu, người nghèo, người ít tiền, người nhiều tiền, người ăn nhiều, người ăn ít cũng có thể mắc phải căn bệnh viêm dạ dày. Mà đặc biệt lại là viêm dạ dày mãn tính. Và chắc chắn rồi, chúng ta phải cần đến những chuyên gia. Họ là ai? Chúng ta sẽ cùng biết ngay sau đây. Xin mời. Chúng tôi rất vui mừng khi được mời đến chương trình, đó là tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Phó Tổng Thư ký Hội Y học Việt Nam, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên gia của chương trình. Xin chào anh Sơn. Anh có thể cho khán giả xem truyền hình biết rằng là cái nguyên nhân dẫn đến bệnh đau dạ dày hoặc là viêm dạ dày mãn tính này nó từ đâu ạ? Chúng ta thấy rằng là cái nguyên nhân ấy thì ngày trước thì người ta hãy thường hay quy kết vào một câu chuyện, đấy là do các bữa ăn. Ăn không đúng thời gian này, rồi những lúc bỏ bữa kéo dài này, thì hoặc là sau khi ăn thì người ta thường hay nói là nếu sau khi ăn vận động nhiều chẳng hạn thì nó có thể nó tăng thêm các nguy cơ. Sau đấy thì người ta thấy là một số các nguyên nhân thứ hai là nhóm nguyên nhân liên quan đến stress. Tức là với một cái cường độ làm việc rồi rất là nhiều cái lo lắng, đặc biệt lứa tuổi trung niên, thì đôi khi nó tạo ra những sự thay đổi về tiết các dịch vị. Và chính vì thế nó có thể tăng thêm các nguy cơ về đau dạ dày. Nguyên nhân nhóm nguyên nhân thứ ba thì gần đây người ta nói đến nhiều, đấy là các nguyên nhân liên quan đến các mảng thuốc. Ví dụ chúng ta thấy rằng là các thuốc, ví dụ các thuốc giảm đau chẳng hạn, rồi các thuốc chống viêm thì đều cũng có thể gây ra các tác dụng phụ và ảnh hưởng đầu tiên là dạ dày, là cái nơi mà cái thuốc nó đến đầu tiên. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là bắt đầu từ năm 1982 thì có hai nhà khoa học là Berry và Robin thì mới nghĩ ra là cái câu chuyện, mới tìm ra cái nguyên nhân là từ vi khuẩn, vi khuẩn HP. Và đến năm 1983 thì những cái nghiên cứu này đăng trên cái tạp chí Lancet, là một tạp chí hàng đầu về y khoa. Và đến năm 1992 thì các nhà nghiên cứu thống nhất là nguyên nhân chính của nó là đến từ vi khuẩn HP. Vi khuẩn này thì có thể lây theo đường tiêu hóa, rồi là chúng ta có thể lây theo cái đường phân miệng, tức là từ thức ăn không đảm bảo vệ sinh, rồi một số cái đường khác, ví dụ như là nội soi hoặc là đi chữa răng hoặc là rất là nhiều cái nguyên nhân khác. Như vậy chúng ta thấy là cái nguyên nhân của đau dạ dày ấy, nó khá là đa dạng. Cái biểu hiện của nó, biểu hiện lâm sàng, tức là mình có thể biết được, người ta có thể biết được là mình mắc cái vi khuẩn đấy, tức là mắc cái bệnh viêm đau dạ dày mãn tính ấy, là những biểu hiện thế nào ạ? Vâng, thứ nhất là chúng tôi nói rằng là nguyên nhân thì nó đến từ nhiều nguyên nhân. Có thể từ HP và cũng có thể từ các nguyên nhân khác, thậm chí là có những cái mà không tìm ra được nguyên nhân. Thế còn lại thì khi bị nhiễm vi khuẩn HP ấy, thì thông thường là những cái này nó ít khi nó thể hiện các triệu chứng. Chúng ta thường không nhận thấy các triệu chứng. Và chỉ khi mà chúng ta, như anh Long nói, là khi cơ thể đã lên tiếng rồi, tức là chúng ta thấy cái đau rồi, thì chúng ta mới đi khám. Và khi đi khám ấy, thì người ta có thể làm các xét nghiệm, có thể từ những cái xét nghiệm trực tiếp đấy, nội soi, hoặc là từ những xét nghiệm gián tiếp, ví dụ như là xét nghiệm HP qua phân chẳng hạn, hoặc là qua hơi thở, những cái test. Thì lúc ấy người ta mới chẩn đoán là chính xác là có HP hay không. Nhưng mà thường nội soi thì chắc là người ta sử dụng phương pháp đó là biết rõ nhất, đúng không anh? Vâng. Nhưng mà thông thường ấy, thì cái quan trọng nhất cuối cùng ấy, là cái câu chuyện HP hay không HP thì nó chỉ liên quan đến câu chuyện là các phác đồ điều trị. Nhưng cái quan trọng là cái tổn thương ở dạ dày có hay không. Và cái tình trạng viêm loét hay không. Bởi chúng ta biết rằng là viêm loét dạ dày ấy, thì thứ nhất là nó gây ra sự khó chịu rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta sẽ thấy rằng là những người chua này, đúng rồi, chính đầy xác, hơi này, đau này, rồi là đôi khi khó ngủ, bởi đau như thế là sao mà ngủ được nữa. Thế xong rồi lại còn có rất là nhiều các vấn đề khác, ví dụ như là chúng ta sẽ cảm thấy là các cái đôi khi nó cảm thấy rất là khó chịu. Rồi chúng ta lại còn cảm thấy rằng là những cái nguy cơ sau đấy, về những bệnh sau đấy, ví dụ như là có những cái bệnh, ví dụ như là chúng ta thấy rằng là cái loét dạ dày có thể dẫn đến thủng dạ dày nếu như mà không được điều trị. Và nó không biết mà lại đi uống rượu nhiều thì là xuất huyết dạ dày là chắc chắn, đúng không ạ? Vâng, hoặc là có một cái tỷ lệ phần trăm, người ta tính là khoảng 1% những người có cái vi khuẩn dương tính đấy thì sau này sẽ phát triển thành cái ung thư dạ dày. Như vậy thành ra nó có nguy cơ rất là lớn. Như vậy là thông qua những gì mà chuyên gia của chúng tôi tư vấn từ đầu đến giờ cũng như chia sẻ thì bây giờ chắc chắn là câu hỏi trong đầu những người xem truyền hình đó chính là làm thế nào để không bị mắc phải cái căn bệnh này, và nếu mắc phải rồi thì cách chữa trị của nó ra làm sao ạ? Vâng. Làm thế nào để không mắc ấy, thì nó, chúng tôi quay lại cái câu chuyện nguyên nhân, tránh cái stress là một.
Thứ hai nữa là ăn uống hợp vệ sinh và ăn uống theo cái điều độ là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là cố gắng là tránh các vi khuẩn, cách lây nhiễm vi khuẩn. Lúc nãy anh Long có nói câu chuyện là trong gia đình ấy, đôi khi là từ nhiều thế hệ. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta vừa có cách ăn giống nhau, đôi khi chúng ta lại còn chung một bát nước chấm nữa. Đúng rồi. Thế thành ra nó rất là dễ để mà cuối cùng là người ta lại suy nghĩ rằng hai câu chuyện đó là câu chuyện di truyền. Vâng. Đấy, thì đấy là cái chúng ta khi mà chúng ta cố gắng là giảm các nguy cơ, đặc biệt là những nguy cơ khi chúng ta ăn ở những cái hàng quán mà không đảm bảo vệ sinh bên ngoài. Dạ. Thì đấy chúng ta sẽ cố gắng như vậy. Vâng. Thế còn lại về điều trị ấy, thì hiện nay thì điều trị thì nó có rất là nhiều các phác đồ điều trị cho đối với cả cái viêm dạ dày. Và thường ấy, thì nếu mà chúng ta đã có những cái triệu chứng thì nên có đi khám. Và sau đấy thì chúng ta sẽ được cái tư vấn để đi theo một cái phác đồ điều trị. Vâng. Và chúng ta sẽ cùng đến với một tình huống, một tiểu phẩm. Cô Vân đấy à? Vào đây tôi bảo đây. Vào đây. Dạ. Thế nào? Cái báo cáo tháng 8 cô đã hoàn thành chưa? Dạ. Thế nào? Chưa xong à? Ok. Mày làm sao thế hả? Sao mà cái nhăn nhó mặt tái nhợt thế kia? Cháu cũng đang cố gắng làm cho xong đây. Ừ. Bỏ bữa bây giờ cái dạ dày cho nó biểu tình. Sao? Bị đau dạ dày à? Vâng. Hả? Thế bị lâu chưa? Ôi dồi ôi, cháu bị mãn tính chú ạ. Trước cũng uống thuốc tây. Cứ tưởng là đỡ. Nhưng mà sao lại bị phát lại còn nặng hơn cơ? Bây giờ làm việc phải suy nghĩ rồi là ăn uống không đúng giờ thành ra như này. Chán không chịu được. Đúng là từng cái tuổi đầu mà đã bị cái bệnh này, đúng là chả ra làm sao cả. Này, chú ngày trước ấy cũng bị y như cháu đấy. Cứ yên tâm đi. Chú sẽ giới thiệu cho cháu một cái cứu tinh cho cháu về cái bệnh đau dạ dày mãn tính của cháu. Đấy, đây này, nhìn chú đây này, ngày xưa chú cũng bị y như cháu ấy. Đau lắm. Này, mình ăn uống ấy thì thất thường. Vâng. Lại còn nhậu nhẹt, rượu giếc nhiều. Đấy, thế rồi là thức đêm nữa. Vâng. Cho nên là bị cái bệnh đau dạ dày. Đấy, nhưng mà cũng may là thế này. Sau đó cô ấy mới tìm mua cho chú thảo dược chứa tinh nghệ nano, chiết xuất gừng chuẩn hóa, điều trị tất cả những cái chứng bệnh đau dạ dày mãn tính. Đấy, một cách cực kỳ hiệu quả và khỏi liền nhá. Cho nên bây giờ nhá, nhìn chú này khỏe mạnh đó, có làm sao đâu. Đấy. Tốt quá nhở. Ôi, cháu cảm ơn chú nhá, nhưng mà chắc cháu phải nhờ chú làm nó phải cho cái báo cáo trưa nay thôi, cháu đi khám ngay gặp bác sĩ tư vấn xem sản phẩm như nào chú ạ. Được rồi, chú sẽ giới thiệu cho cháu cái sản phẩm đấy nhá. À, cứ yên tâm. Thôi cháu nhá. Được rồi, nhưng mà khẩn trương nhá. Cảm ơn chú nhá. Ừ, khẩn quá. Dân gian thì vẫn thường có câu là đau bụng thì lấy bụng mà chườm, nếu mà không khỏi thì tương với gừng. Không hiểu là tương gừng là các cụ để làm gì, nhưng mà tôi nghĩ là đấy là các cụ vẫn hay dùng một cái loại chất dễ tìm kiếm xung quanh mình, đó chính là bột nghệ với cả mật ong. Thì đó là cách rất nhiều người đã từng dùng. Và tôi còn biết là hiện nay trên thị trường có rất nhiều những sản phẩm liên quan đến gừng, đến nghệ để có thể chữa được dạ dày. Thì với tư cách là một chuyên gia, anh có lời khuyên gì đối với những người mà đang mắc phải căn bệnh viêm dạ dày mãn tính ạ? Vâng, chúng tôi thấy rằng là bên cạnh cái điều trị bằng các phác đồ về Tây y ấy, thì vấn đề sử dụng một số các sản phẩm y học phương Đông trong các cái giảm các triệu chứng và cái hỗ trợ điều trị cũng khá là quan trọng. Vâng. Ví dụ chúng ta thấy rằng là ở trong dân gian thì thường hay điều trị bằng mật mật ong với cả nghệ. Chúng ta thấy là trong thành phần của nó ấy, nó cũng có những mà sau này là y học Tây phương ấy, thì người ta phân tích người ta thấy nó có hiệu quả. Ví dụ như chúng ta thấy là trong nghệ thì nó có curcumin là một cái hoạt chất mà có những cái vai trò trong rất là nhiều đối với cả cái hỗ trợ cái điều trị về dạ dày. Ví dụ như là nó có thể là hạn chế cái sự cái nhân lên của vi khuẩn HP. Yeah. Rồi là nó thêm nữa là nó ảnh hưởng đến vấn đề là cái đỡ cái tác hại của các dịch vị dạ dày. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là trước kia ấy thì do mà cái công nghệ đang còn thấp ấy thì chúng ta chỉ có thể dùng là theo nghĩa rằng là các cụ là thường hay lấy cái bột nghệ xong là cho vào mật ong và ăn một cái lượng ví dụ là vài thìa trộn nó buổi sáng. Vâng. Nhưng mà thường ấy thì nghệ chúng ta biết là có hiệu quả, nhưng cái hiệu quả của nó là phải đạt ở một cái hàm lượng cao
thì nó mới đạt được. Và để một cái hàm lượng cao ấy, nếu mà tính ra cái lượng nghệ ăn ấy, thì nó phải tương đương đến 4 kg củ nghệ. Thì anh sẽ tưởng tượng là 4 kg củ nghệ nó tương đương với cỡ khoảng 120-160 g bột nghệ một ngày. Và thứ nữa thì mùi nó rất khó chịu. Và chúng ta dạ dày cũng không thể chứa được như thế. Thế chính vì thế thì cái phương án của những nhà nghiên cứu ấy là người ta sẽ tìm ra làm thế nào để chiết không xuất, phải ăn cái lượng lớn như thế mà người ta có thể lấy được cái chiết xuất curcumin ở trong nghệ ra. Thế và vì vậy cái công nghệ nano cũng ra đời là như vậy. Bình thường chúng ta thấy rằng là nếu ăn nghệ vào thì chúng ta chỉ có thể hấp thu được cỡ khoảng 2% của curcumin. Thì bây giờ chúng ta có thể là đẩy cái lượng hấp thụ nó cao lên. Chính vì thế thì không cần phải số lượng nhiều mà chúng ta có thể hấp thụ được. Tinh chất của gừng ở trong cái sản phẩm này ấy, thì nó có một số các cái hiệu quả rất là tốt. Cái thứ nhất là nó ngăn ngừa cái tổn thương của cái dạ dày. Đấy điểm đầu tiên. Và cái thứ hai là nó ức chế cái sự nhân lên của vi khuẩn. Đấy là những cái điểm mà rất là quan trọng. Chính vì thế chúng tôi thấy rằng là bên cạnh cái curcumin thì có thêm cái tinh chất của gừng ấy, thì nó tạo thành ra một cái bộ đôi. Và những cái bộ đôi này nó phối hợp với nhau, nó sẽ nâng cái hiệu quả lên trong vấn đề điều trị cũng như là bảo vệ cơ thể của bạn. Như vậy là thông qua những gì mà chuyên gia của chúng tôi tư vấn thì có lẽ chúng ta đã có được những vị thuốc. Và chắc chắn rằng đây sẽ là một trong những cái liệu pháp rất là chuẩn chỉ mà chúng ta có thể áp dụng được với tư cách là chuyên gia mà đã tư vấn trong chương trình của chúng tôi. Xin chào mọi người, tôi là Ngọc Anh, năm nay 40 tuổi. Hiện tại thì tôi đang làm nhân viên văn phòng. Do cái tính chất của công việc nó bận rộn và rất là căng thẳng, cho nên là tôi thường xuyên là ăn uống không đúng giờ. Nhiều khi là cứ vừa làm vừa ăn ấy. Mà đặc biệt là tôi lại có cái tiền sử bị bệnh viêm dạ dày. Tôi đã bị cách đây 3 năm rồi. Thời gian gần đây thì do cái công việc nó bận rộn căng thẳng, nên là tôi thấy là những cái triệu chứng như ợ hơi, ợ chua hay đau rát gì nó tần suất của nó càng ngày càng nhiều. Thì lúc đấy mỗi một lần đau thì tôi lại dùng thuốc giảm đau để cho xoa dịu cái cơn đau đi, nhưng mà nó cũng không đỡ. Và tôi có đi khám bác sĩ thì bác sĩ có nói là cái bệnh viêm dạ dày của tôi hiện tại đã trở thành là mãn tính rồi, nên là tôi rất là lo lắng. Bác sĩ có nói là nếu mà không được điều trị sớm thì có thể là viêm loét này, hoặc là có những cái biến chứng nguy hiểm của cái bệnh dạ dày và mình có thể là bị ung thư. Nên là tôi thật sự rất là lo lắng. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ gặp gỡ và làm quen với nhân vật trong tiểu phẩm của chúng tôi. Thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ xem là cái cảm nhận của họ như thế nào. Xin mời ạ. Chị có thể giới thiệu với chuyên gia cũng như với giới thiệu với tất cả khán giả xem truyền hình, chị tên là gì, đang làm công việc gì và chị đã sử dụng cái loại dược liệu gì để có thể chữa trị với cái bệnh viêm dạ dày mãn tính của mình. Xin chào MC, xin chào bác sĩ, xin chào khán giả truyền hình. Tôi là Ngọc Anh, hiện tại là 40 tuổi và tôi đã bị bệnh viêm dạ dày mãn tính này đã mấy năm nay rồi. Và khi mà nghe bác sĩ nói là mình có thể là bị viêm dạ dày mãn tính và những biến chứng nguy hiểm của nó thì lúc đấy thì tôi thật sự là rất là lo lắng. Nhưng mà rất may là đã được một người bạn giới thiệu cho mình điều trị hỗ trợ cái bệnh viêm dạ dày này và tôi đã mua về sử dụng. Với tư cách là một chuyên gia là trong lĩnh vực y học ấy, thì anh có cái hướng dẫn gì đối với người dùng không ạ? Một số các cái thành phần mà nó mang tính ưu thế hơn, ví dụ như đây chúng ta thấy là có nghệ này, rồi có tinh chất gừng này. Thì ở đây nó có áp dụng một số cái công nghệ mới. Như tôi nói, đây là cái công nghệ về nano, tức là làm cho những cái tinh chất của nghệ nó trở nên rất nhỏ. Thường nó kích cỡ nó chỉ 30 đến 50 nanomet, tức là một trong những cái loại mà được tinh chế với cái kích thước nhỏ nhất. Và chính vì vậy cái độ tan cũng như độ hấp thu nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là trong thành phần ấy, thì nó có cái tinh chất gừng. Ở đây thì gừng thì nó có một đặc điểm là nó được dùng trong cái y học cũng khá là lâu rồi, trong y học phương Đông. Nhưng mà ở đây là mình đã kiêng những cái ví dụ ăn cay, ăn nóng thì bây giờ lại gừng thì liệu nó có ảnh hưởng chính không? Chính vì thế đây là tinh chất. Thế chính vì thế nó không còn những cái vị cay nóng giống như là củ gừng thông thường của chúng ta. Thế thì khi ở cái tinh chất ấy thì nó có một cái đặc điểm là nó làm cho không cho cái vi khuẩn HP nhân lên. Nó hạn chế cái vấn đề đấy.
ức chế đấy. Vâng, và nó làm cho axit nội bào luôn của cái vi khuẩn. Thế và chính vì thế thì khi mà kết hợp với các cái điều trị bằng kháng sinh ấy, thì nó sẽ làm cho các cái hiệu quả của các điều trị nó sẽ tốt hơn. Và nó hạn chế những cái quá trình hấp thu, cái ví dụ như quá trình nhân lên này, rồi là cái quá trình hấp thu thức ăn của vi khuẩn và làm cho vi khuẩn ức chế. Thành ra chính vì vậy cái thành phần của nó khá là tốt, cộng thêm cái công nghệ của nó tốt nữa. Vì vậy nó đem lại những cái hiệu quả hỗ trợ điều trị khá là ổn định. Mình có thể dùng chung được với những cái đơn thuốc khác hay là phải dùng biệt lập? Thông thường thì trong một quá trình điều trị ấy, thì người ta sẽ có một cái phác đồ, chúng ta phải dùng một cái phác đồ Tây y theo đúng chuẩn của cái điều trị. Tuy nhiên thì trong quá trình điều trị ấy, thì chúng ta thấy rằng là Tây y khi mà điều trị bằng phác đồ, bằng thuốc Tây y ấy, thì nó bên cạnh cái hiệu quả, nó cũng có những cái vấn đề về chúng ta phải để ý đến phản ứng phụ. Ví dụ chúng tôi nói rằng là để điều trị vi khuẩn HP chẳng hạn thì người ta có thể dùng rất là nhiều dòng kháng sinh. Nhưng khi dùng vòng kháng sinh ấy, bên cạnh cái việc diệt những vi khuẩn có hại thì nó lại diệt luôn cả những vi khuẩn có lợi ở trong dạ dày. Thế chính vì thế thì sẽ gây ra một loạt các vấn đề. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng là sẽ gây ra cái tình trạng đôi khi rất là mỏi mệt, rồi là cả tại vì dùng kháng sinh mà. Nó phản ứng phụ đấy. Đấy vâng, đúng rồi. Thì sẽ nó ảnh hưởng, nó rối loạn hết cả loạn khuẩn và có thể nó gây ra tiêu chảy. Thế ngoài ra thì những cái dòng mà cái ức chế proton hoặc là histamine H2 ấy thì nó có thể nó có một số các vấn đề, bởi vì là thành phần của nó ví dụ như có muối magie hoặc muối nhôm chẳng hạn, thì cái muối magie nó có đặc điểm là nó hút nước vào và nó làm cho dễ tiêu chảy. Thế còn muối nhôm thì nó lại khác, thì nó lại làm cho dễ bị táo bón nếu dùng kéo dài. Thế thì vì vậy nếu mà dùng thuốc Tây y của điều trị đau dạ dày ấy, nó rất dễ gây ra những một loạt các cái phản ứng phụ. Đôi khi chúng ta thấy mệt mỏi này, chúng ta thấy nhức đầu này, chúng đôi khi thấy hơi choáng váng này. Rồi là chúng ta lại thấy rằng là tiêu chảy, lúc thì táo bón, lúc thì tiêu chảy. Thì khi mà chúng ta dùng nghệ này, gừng này để hỗ trợ cho quá trình điều trị cùng phối hợp vào ấy, thì nó giảm được những cái triệu chứng đi. Vừa giảm đau, đồng thời chúng ta lại chống được viêm và lại tái tạo được các niêm mạc. Như vậy thì cái hiệu quả nó sẽ được đẩy lên. Thưa bác sĩ, với những cái bệnh nhân mà đã bị viêm dạ dày mãn tính và lại có cả xuất hiện cả HB dương tính nữa thì dùng có cái tác dụng gì không ạ? Đang viêm dạ dày rồi mà chúng ta lại còn có thêm cái HP ấy, thì chúng ta sẽ thêm một số nguy cơ. Cái nguy cơ đầu tiên ấy, thì khi có vi khuẩn HP thì tăng thêm cái nguy cơ là có cái vấn đề về ung thư dạ dày. Tất nhiên là con số đấy chỉ 1% thôi. Thứ hai nữa là khi có HP ấy, thì bao giờ cũng sẽ có một cái điều trị kháng sinh. Và cái kháng sinh đem lại những hiệu quả nhưng đồng thời nó đưa những cái phản ứng phụ đến. Ví dụ bạn sẽ thấy là đôi khi sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi, đôi khi cảm thấy hơi chóng mặt, thế rồi lại có rối loạn khuẩn và gây ra cái rối loạn tiêu hóa. Thế như vậy thì khi đấy thì chúng ta hãy lưu ý đến cái chế độ ăn uống, chế độ điều chỉnh sinh hoạt của chúng ta. Chúng ta phải cẩn trọng hơn nữa. Thế còn lại thì sử dụng trong những trường hợp như vậy thì nó cũng khá là ổn. Bởi vì nó có cái thứ nhất là nó đã có cái curcumin của trong nghệ. Và thứ hai nữa bên cạnh đấy thì nó có cả cái tinh chất gừng nữa. Thì cả hai cái này ấy, nó đều có cái hiệu quả ở trong cái giảm dịch vị nhưng đồng thời là nó bảo vệ cái niêm mạc nữa. Thế chính vì thế thì khi mà cái sử dụng kháng sinh nó gây ra những cái tổn thương niêm mạc thì cái này nó có thể nó hỗ trợ cho cái đảm bảo được cái hỗ trợ quá trình điều trị của chúng ta nó tốt hơn. Vâng, như vậy thật là tốt. Tất cả những người bị mắc phải cái căn bệnh viêm dạ dày mãn tính này thì đều hoàn toàn có thể sử dụng được. Đối với cá nhân tôi thì tôi nghĩ là cái dạ dày nó là một thứ gần như là quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta. Và nếu như nó đau, nếu như nó phiền hoặc nếu như nó buồn thì chắc chắn là chúng ta không thể nào mà vui được rồi. Và tôi mong là chúng ta ít người trong cuộc sống ngày hôm nay mắc phải căn bệnh đau dạ dày, mà đặc biệt lại là viêm dạ dày mãn tính thì đúng là thật sự là một điều đáng buồn. Vì thời gian chương trình có hạn cho nên là rất cảm ơn chuyên gia của chương trình và cảm ơn khách mời của chúng tôi đã đến tham dự chương trình cũng như chia sẻ với những kinh nghiệm đối với những người đã và đang hoặc có thể có nguy cơ mắc phải căn bệnh viêm dạ dày mãn tính. Thưa quý vị và các bạn, thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Với cái sản phẩm Kumagonil này, nó chứa các thành phần nghệ nano và tinh chất gừng hỗ trợ điều trị bệnh viêm nướt dạ dày. Mỗi khi mà cơn đau dạ dày nó hành hạ thì tôi chỉ cần dùng sản phẩm này là cái cơn đau nó dịu đi một cách nhanh chóng. Dấu hiệu như là ợ hơi, ợ chua hay chướng bụng, đau rát thì nó không còn nữa.
Khi đi khám thì bác sĩ thông báo là những cái vết loét trên thành dạ dày của mình đã lành dần và chắc chắn là tôi sẽ sử dụng sản phẩm thường xuyên để hỗ trợ dứt điểm cái căn bệnh viêm loét dạ dày mãn tính của mình. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.